Mến chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị Chim xin lại mang đến cho các em một hộp đồ chơi rất là dễ thương nè. Nhìn ở bên ngoài thôi là các bạn nhỏ có thể đoán được đây là hộp đồ chơi gì đúng không? Có con cá nè, có cái hồ nè, có cần câu và có hai bạn nhỏ đang cầm cần câu để câu cá. Đây chính là bộ đồ chơi câu cá rất là dễ thương ha. Đây là mặt trước của chiếc hộp. Nguyên một cái hồ như vậy luôn ha các em. Fishing Hero. Điểm đặc biệt của cái hồ cá này là gì thì chị Chim xin sẽ mở ngay cái hộp này ra cho các bạn nhỏ coi nhé. Trong hộp này chúng ta có rất là nhiều thứ nha. Có cả một cái hồ rất là đẹp như trong hình nè. Và sau cùng chúng ta có gì đây? Một chú cá bị rơi ra ngoài rồi. Rồi chị Chim xin đã lấy hết dụng cụ rồi nha. Đóng hộp lại và chúng ta sẽ bắt đầu khám phá nhé. Và đây là bể hồ câu cá của chúng ta nha. Các em ơi, điểm đặc biệt là cái mặt cái bể này á, nó sẽ làm bằng từ nha. Và khi chúng ta đổ một chút xíu nước vào đây thôi thì những con cá nó có nam châm ở dưới nó sẽ chạy theo cái băng từ này ha. Và thiết kế ở ngoài rất là đẹp nè. Đó. Có cái nút điều khiển ha. Rồi có hình những con rùa, con cá ở bên ngoài. Và chị Chim xin đã mời đến đây hai người bạn để cùng chơi với chúng ta câu cá nha. Đầu tiên là búp bê Sam. Búp bê Sam xin chào tất cả mọi người nha. Búp bê Sam xin chào tất cả mọi người nha. Búp bê Sam hôm nay sẽ thi câu cá với lại bạn bé Bự. Đây chính là bạn bé Bự nha các em. Bé Bự xin chào mọi người nha. Đây. Bé Bự xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay bé Bự sẽ thi câu cá với Sam đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào việc chơi câu cá nha các em. Trước tiên là chúng ta sẽ đổ những con cá dễ thương này vào hồ nha. Đó, những chú cá rất là dễ thương và có nam châm. Có rất nhiều màu ở đây. Màu cam nè, màu xanh da trời nè, màu vàng nè. Tổng cộng chúng ta có 3, 6, 9, 10 chú cá nha các em ơi. Xinh ghê chưa? Chị sẽ thả hết vào đây nha. Thả hết cá vào trong hồ. Rồi sau khi mà đã thả cá vào trong hồ xong thì chị Chim xin sẽ mở nốt cái bọc còn lại ha. Và đây chính là cần câu cá ha, rất là xinh nè. Có một cái tu vít để lát chúng ta sẽ mở cái này và cho pin vào đó. Rồi, cần câu cá màu xanh. Cần câu cá màu xanh thì sẽ dành cho bạn bé Bự nha. Và cần câu cá màu hồng. Cần câu cá màu hồng thì chị Chim xin sẽ dành cho bạn búp bê Sam ha. Vậy là hai búp bê của chúng ta đều đã có cần câu rồi. Cái tô vít này thì sẽ dùng để mở cái hộp ở dưới và cho pin vào, nhưng mà chị Chim xin đã để pin sẵn rồi cho nên chúng ta chỉ việc chơi thôi ha. Và sau khi các công tác chuẩn bị đã xong rồi thì chúng ta sẽ cho nước vào đây nhé. Đó, các em cho một chút xíu nước thôi nha vì hồ này nó rất là nông. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu diễn ra cuộc thi câu cá giữa búp bê Sam và bé Bự nha. Chị ấn nút nha. Wow, những con cá nó đã bơi rồi các em ơi. Câu cá thôi.
bự đã được một con rồi kìa các em. Búp bê Sam cố lên, cố lên. Khó lắm á các em ơi. Ồ, cái này cũng rất là khó quay ha. Cái bộ đồ chơi câu cá này nó còn có nhạc nữa cho nên rất là vui. Ô, bé bự lại được thêm một con nữa rồi. Búp bê Sam ơi, cố lên nào. Bé bự đã được 3 con rồi mà búp bê Sam mình chưa câu được con nào nữa. Yeah, được một con rồi, búp bê Sam được một con rồi, bé bự đã được thêm một con nữa rồi. Để xuống đây nha. Trời ơi, bé bự câu liên tục luôn các em ơi. Để cho búp bê câu với chứ nhẹ. Yeah, chưa được. Wow. Thế là đã có 2 con cá rồi. Chết rồi, chỉ còn 1 con thôi. Yeah. Thế là chúng ta đã kết thúc phần thi câu cá rồi. Và tắt đi ha. Tắt nhạc đi rồi bây giờ chị Chin xin sẽ đếm cá nha. Đếm coi. Ô, bé bự của chúng ta được 2 con cá. 4 con cá. 6 con cá. 7 con cá luôn. Wow. Và búp bê Sam chỉ được có 3 con cá thôi. Rất là buồn ha. Vậy là búp bê Sam đã thua cuộc so với bé bự rồi. Thật buồn phải không nào, nhưng mà không sao hết ha. Búp bê Sam và bé bự ơi, lần sau chúng ta sẽ chơi tiếp và phục thù nha. Rồi bây giờ hãy chào các bạn nhỏ đi nè. Xin chào các bạn nhỏ nha. Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ có thể tìm mua bộ đồ chơi này tại website đồchơitrẻem.com nhé. Bé bự và Sam xin chào các bạn nhỏ nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh của chị Chim Sinh nhé. Còn bây giờ cả chị Chim Sinh, cả bé bự và cả Sam đều chào các bạn nhỏ nhé. Hẹn gặp lại các em trong clip sau.